Đuổi đất tù mới dậy. Đang ngủ mà bò mò dậy nghe. Xin chào các bác nhé, anh em chúng em đang ở xã Nam Anh, Nam Đàn, Nghệ An. Thì đang đi tìm nhà bác Châu Huệ để vào đây lắp đặt bộ dàn karaoke cho bác hai bác. Đây là món quà của con trai bác tặng tặng hai bác. Ừ. Bác ơi. Không thấy nhỉ. Em ơi cho anh hỏi tí, đây có nhà bác Châu Huệ không? Nhà ông bà Châu Huệ. Ông bà Châu Huệ. Đúng Huệ này. Châu Huệ. Có phải đấy không? Bên đâu vị? Bên nào nhỉ? Nhà nào? Là đâu? Chị anh với. Nhà chú. Nhà nào? Nhà anh. Châu Huệ. Nhà đúng ông rồi. Bà Châu Huệ. À. Số năm này. Để em hỏi ông Nhâm đi. Châu. Con không biết được. Chắc là lớn không biết được. Cho chú hỏi với ông bà Châu Huệ nhà đâu? Dạ em không biết. Không biết à? Chú ơi cho hỏi nhà ông bà Châu Huệ đâu? Châu Huệ. Châu Huệ. Ở xóm 5 này này. Nó có con đi nước ngoài. Ở ngay ngã tư này này. Mấy cái ngã tư này mà. Huệ có khả năng là Huệ 6 ấy. Huệ 6 à? Ngay ở cái biển thứ hai á. Có biển thứ hai á. À cái biển thứ hai trên kia nữa. À. Thế em cảm ơn nhé, đây em lên cho em hỏi tiếp. Vâng. Đây chúng ta đến nhà hai bác Châu Huệ đây rồi. Bây giờ bác đón. Đấy đúng rồi, bảo vẫy đây rồi. Đấy. Rồi. À, nhà mới xây đúng không? Nhà đang xây dở chứ hả? Đấy. Bác Huệ phải không ạ? À, vâng, nhà đây luôn ạ. Ôi dồi ôi. Bây giờ đúng rồi, lần này thì chuẩn. Chỉ một kiểu bà, con không biết được làm một lần. Rồi, đây đúng rồi, đi. Con chào bác. Loại rơi là quả bà Huệ đã ăn cháu đi. Nhưng mà con hỏi ông không biết bao nhiêu người từ đâu đường vào đây. Mà cứ người thì chỉ xuôi người chỉ ngược. Con ăn cháu thầm bận đồ mất độ người của câu được mãi đông đó. Dạ. Đây. Đâu nhà mình đây hả bà? Nhà đấy. Vâng ạ. Thế mình lắp ở đâu bà? Lắp nhà mới này. Trong nhà mở nhà cũ này. Lắp nhà cũ ạ. Vâng ạ. Thế để con mấy chục triệu không? Con triển khai luôn nhá. Nó vô triển khai. Triển khai thì có tiếng nhạc hát cho nó vui. Vâng. Chờ chứ là kệ chờ chứ đó. Thế là anh con trai bà tên là gì nhỉ? An là cái tên này bạn anh An nghe này An. Anh An đúng không? Ừ. Anh đang bên nước ngoài vậy? Bên nước ngoài. Đang ở nước nào ạ? Than. À. Thế là anh em mua bộ này cho ông bà. Hả? Nhưng mà anh ấy có đấy, nhưng anh có thông báo cho bà trước không? Hả? Bảo rồi, bảo rồi chứ mà ba ông đông ấy chứ mà anh ăn cứ ứng rồi đi. Cái anh mua cho ông bà để giải trí tuổi già. Giải trí tuổi già và tôi mua cho cuộc sống mong manh. Già nấu già cái rào. Vâng ạ. Đây còn công trình còn đang ngổn ngang. Chào các bác ạ. Chào các bác nha. Đó. Vâng, chào bác. Vâng, chào bác. Chào ông ạ. Chào anh nhé. Vâng, chào anh. Ở chưa có tivi cơ. Các anh là đang lắp mạng. À, lắp đèn. Ừ. Để cho vào đây nhỉ. Đây. Ừ, vào đây. Con chào ông. Nhà mình đông vui quá. Cái đi thì mắt thì còn mặt chung chung. Trời nước thì đó. Cháu chỉ là nhân viên đi lắp thôi, nó không biết. Không biết à? Vâng. Bà có gọi được cho anh An không? Tầm này có gọi được cho anh không bà? Ngoài đâu cho tại đi là mình bảo thử biết là cho hay mua vai bán rồi mình đi để lại thử đó. Thằng đi đây mua ngoài Hà Nội đi mình thử nhạc nữa chứ. Con chạy về đây suốt lo gì bà? Chị đi nội thất chứ gì? Cái mà không nói gì đâu.
Loa này gọi là loa bất tử. Bà, loa bất tử. Không có gì phải hỏng. Cái loa này mới khó như cái TV này dễ không nhỉ? TV đặt giữa đây là xong. Đâu? Đó. Con nói chuyện với anh tí. Alo. Anh Nam à? Ui giời. Đâu rồi, hình ảnh đâu rồi, đen thui lùi này. Vỡ màn hình nhá. Thế bây giờ chỉ xem mỗi tiếng thôi à? Chờ tí để ta lấy điện thoại kia ta gọi. Vâng, vâng. Ô điện thoại bà sắp hết pin này. Mấy cái tao ba đó đi nhỉ. Dạ, cho con nói chuyện với anh tí. Ô, oh, hello anh. Xin chào anh. À thế à? Đi làm đêm hay sao anh? Đó làm ngày mà, làm ngày là từ lúc 7 giờ đến 1 giờ làm xong rồi. Thì mấy em làm việc thì làm cố ấy. Vâng. Đây. Làm nhanh đâu. Em tại vì bà không tìm được bà không gửi được định vị thế này em thì hỏi mãi mới ra được đến nơi. Đúng bộ này chưa anh? Rồi. Đúng bộ bên Việt Nam này chưa? Nhìn đẹp chưa? Nhà anh kệ gỗ vào đẹp tuyệt vời luôn. Vâng. Mỗi cái là chưa có tivi. Thì em cứ lắp TV trước. Tivi có mà. Tivi đâu bà? À, cái tivi đâu? Em tưởng chưa có tivi. Thế thì có tivi lắp luôn nên để ông bà hát luôn. Có tivi mà. À. Em tưởng chưa có tivi. Để ăn nói mẹ nó làm cơm ăn này nè. Ở đó đến chờ ăn nè. Để gửi số tài khoản qua cho anh nhé. Vâng vâng, để em gửi cho. Rồi. Ok nhá, thế là được rồi, thế còn lại cứ để bọn em làm cho nhá. À, cứ lắp rồi là cho ông bà test được. Vâng. Vâng. Ok anh. Nhá. Dạ. Dạ. Ổn quá, em nghe không rõ. À ok ok, đây. Em đang tìm cái TV của bà đâu. Để lắp TV của bà đâu bà? TV của bà đâu? Đâu để con mượn con lắp luôn cho bà chứ. Để bà cầm lên nhá. Đâu hả bà? Ờ, ông chỉ cho con TV để con. Rồi đánh cho tao không? Này, con lắp cho. Đâu. Đi cả giày ạ. Thôi được rồi. Ui giời to này á. Thế thì con với ông khiêng nhá. Ông khiêng. Ông đừng tì tay vào màn hình nhá. Đừng tì tay màn hình. Ông cả, cái tay kia ông đang tì vào màn hình nhỉ. Ông đi cẩn thận nhá. Vâng. Đã. Vâng, con đặt tạm đây. Ui, vừa đẹp luôn hả? Vừa xinh luôn nhỉ? Ô, đừng tin anh màn hình nhỉ? Ông đang chạm màn hình. Có cái dây nguồn của nó đâu nhỉ? Cái dây cắm nguồn ấy, dây nguồn của nó ấy. Dây nguồn của nó có dây đấy. Không phải. Tuổi thơ dù bên cánh vòng gió đứng lưa cây khế sau nhà để người đi mang nỗi niềm thương nhớ. Ôi quê nhà mùi nắng hái xưa, ôi quê mình nhúng mặt ca chua.
trường văn trường mắt anh là trời xanh lá biển rộng đêm trăng lên nghe cô hò em hát hướng cha ra đồng bắt con tẹp con cua nuôi con nên người vai mẹ gầy chạy về dòng lan ngàn phố ngàn sông như dòng xưa mẹ anh đưa em về ghé tìm tam xoa ai ơi khó thế hồng lịch quê ta hoài sơn yên ngang vượt qua ngàn bão tố đông ngọc ngỡ mười bông hoa vẫn từ vì vu thiên cầm tàu anh ra khơi mênh mang câu hò kẻ ngủ quê ơi đất nâng bạc màu và vai áo em bạc thêm trăng mưa trên đồng mưa răng lông nhỏ em về bên cùng ta trải bao nắng bao ngày mưa đất ôm tròn kiếm người mảnh mảnh đất quê hương ta đất yêu người bàn chân lắm bụi khuya sớm đất thương người lẽ loi thân cỏ trên đồng nghe gì sao đâu đó tiếng thi thầm của đất nhớ tiếng dòng sông vô sông gọi ta về đất bằng màu và vai áo em bằng thế mẹ ru lòng ta nỗi đau niềm thương nắng vẫn vàng trên đồng và gió như miên man bà nghe hay không nghe chắc tiếng không bà bà hát bài nhé bà hát tặng con một bài à, đang vi vọng á thế hai bà hát bài bà hát bài ơi nhở hát này nhà hay là do bà già Nam Thanh nhé bà vâng. Dạ, cảm ơn bà. Dạ. Nghe nó dễ nghe đúng không? Dễ hát không? Vâng. Đấy. Cảm ơn bà. Dạ. Đối rất tồn bây giờ. Đang ngủ ông bà vào ngồi dậy nghe á. Đi đâu mới ngủ bây giờ nghe hát. Xin lỗi vì đã làm mất giấc ngủ của bà. Ngoài làm chỉ cho tâm hồn. Bà hát một bài đi. Đang ngủ phải dậy để nghe hát à? Đánh ông ruồng hả? Bà hát bài nhá. Bà hát bài gì con chọn đâu? Hát đi ngay. Vâng.